Cô bé nhỏ 5 tuổi đến từ Vô Giang, Lato, Mỹ, có tên là Kai Im Helin được bình chọn là sở hữu những bộ quần áo quá trang Halloween độc nhất vô nhị do chính tay mẹ bé nhỏ thi công. Điều đặc biệt là những bộ quần áo này chỉ tốn chưa đến 30 bảng Anh dưới 700.000 đồng, chi phí. Sốp Hami 25 tuổi, mẹ bé nhỏ Kai Im He cho biết cô kém cỏi xuyên thi công quần áo quá trang cho con gái mỗi mùa Halloween. Lần đầu tiên cô phát triển bộ quần áo Halloween cho Kai Im He Lin vào năm 2015, và mỗi năm tiếp theo, cô đều phiêu lưu với những ý tưởng sáng tạo để mang đến cho con gái một mùa lễ hội quá trang đáng nhớ. Nếu năm đầu tiên, Kai Im He quá thân thành bà ngoại từ những gì có sẵn ở nhà, thì sang trọng năm 2016, cô bé nhỏ biến hình thành cốc cà phê giấy của ta đúc. Dưới ý tưởng sáng tạo và bàn tay thần thánh của mẹ, năm 2017, Kai Im He lại thành tượng nữ thần tự do, năm 2018 thì thành Transformer. Lễ hội Halloween 2019, tượng công tước Wellington của thành phố Lago lại là nguồn cảm hứng của bà mẹ đến từ Vô Giang, Lago, Mỹ. Kai Im He vui lòng chụp hình cùng mẹ. Sốp Han nói, mỗi dịp Halloween về, tôi đều cố gắng tự tay làm quần áo cho con gái. Lần đầu tiên thì Kai Im He vào vai là bà ngoại nhí. Tôi sử dụng khăn, giấy, áo, lô cuốn tóc có sẵn tại nhà nên không mất tiền mua gì cả. Nhưng cũng có năm tôi tốn một chút để mua nguyên vật liệu xong tối đa chỉ khoảng 25 bảng Anh chưa đến 700.000 đồng. Các ý tưởng luôn đến với tôi một cách ngẫu nhiên, và tôi xem mọi thứ là một thử thách. Tôi thích ngồi tỉ mẩn làm thủ công từng tí cho con. Kai Im He chưa bao giờ yêu cầu tôi phải làm việc này, nhưng bé nhỏ rất thích những bộ đồ mẹ làm cho mình, cô chia sẻ thêm. Nếu 2016, Kai Im He biến hình thành cốc cà phê giấy của ta đúc. Năm 2017, cô bé nhỏ lại có màn quá thân thành tượng nữ thần tự do. Năm 2018, Sốp Han đã thu được cơn mưa lời khen từ cư dân mạng khi cô làm bộ quần áo Transformer. Để phát triển nó, cô đã sử dụng những hộp cắt tông, sơn, câu kết với những bóng đèn mà cô mua trên mạng. Halloween 2018, Kai Im He quá trang thành Transformer. Cô cho biết, Transformer rất khó làm nhưng chắc chắn nó sẽ không bị đụng hàng. Tôi đã phải dành 30 phút mỗi đêm trong suốt 5 tuần liền để phát triển nó. Kai Im He đã khá lo ngại rằng sẽ có nhiều người cười nhạo, nhưng sau đó, con bé nhỏ nói là con bé nhỏ yêu bộ quá trang này. Trong thành phẩm thế hệ nhất của mình, Sốp Han đã được truyền cảm hứng về công tước Wellington khi cô chuẩn bị loại bỏ con ngựa bạc bên cũ của Kai Im He. Tôi định dứt con ngựa đi, nhưng rồi, tôi nghĩ tôi có thể làm gì với nó. Tôi quyết định sơn nó thành màu đen, mua thêm áo khoác và quần da dân da màu đen cho Kai Im He. Con bé nhỏ đã có một đôi bốt đen và giày đen nên không cần phải mua nữa. Sau đó, tôi tháo mảnh bạc bên ra và gắn 4 bánh xe vào chân con ngựa. Thế là xong. Lễ hội Halloween 2019, tượng công tước Wellington của thành phố Lago lại là nguồn cảm hứng của bà mẹ đến từ Vô Giang, Lago, Mỹ. Ngay khi tiết lộ quần áo năm nay lên Facebook, Sốp Han đã thú vị được hơn 6.000 lượt thích và 5.000 lượt chia sẻ. Ngay khi Sốp Han đăng bức ảnh Kai Im He trong bộ quá trang Halloween năm nay lên Facebook, nó đã thú vị hơn 6.000 lượt thích và 5.000 lượt chia sẻ. Hầu như mọi người đều yêu thích với cách quá trang này của Kai Im He. Cư dân mạng còn rủ rê nhau năm nay chơi trend này nhé. Nguồn Daily Mail, Metro.